Khu vực Bắc Bộ, ở Hà Nội trời nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và nhiệt độ phổ biến từ 20 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa mưa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến ở đây từ 20 đến 26 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, riêng vùng núi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông, nhiệt độ phổ biến từ 20 đến 27 độ. Người dân cần đề phòng trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Chuyển sang khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Thì phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác. Phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ phổ biến, ở đây từ mức 22 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ phổ biến từ mức 23 đến 33 độ. Cần lưu ý là trong cơn rông tại các khu vực của miền Trung có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Chuyển sang thời tiết của miền Nam Bộ và miền Trung Tây Nguyên. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Riêng Nam Bộ có nơi có nắng nóng. Với Tây Nguyên thì nhiệt độ phổ biến từ mức là 19 đến 34 độ khu vực miền Nam nhiệt độ phổ biến từ mức 24 đến 35 độ. Trên biển, vùng biển từ quần đảo Hoàng Sa đến Trường Sa có mưa không mưa và Trường Sa có mưa rào và sông vài nơi, Sông tầm nhìn xa vẫn trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5. Một hình thái thời tiết đáng lưu ý trong ngày hôm nay là mưa rông được dự báo trên sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Cụ thể, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió đến mực 5.000m, từ nên từ nay đến ngày 6 tháng 4, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rông. Riêng khu vực Tây, Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm trong vòng 24 giờ. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang có nơi trên 100 mm một ngày. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh.